Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tiến hành làm một cái video hướng dẫn mọi người tạo nhiều gốc tọa độ WCS ở trên cùng một cái level. Đấy. Thì thường ấy thì mặc định của nó ở trên một cái level làm việc như thế này. Trên một cái level làm việc như thế này thì nó sẽ chỉ có là một cái gốc mặc định gốc G54 đó. Thì trong những trường hợp mà chúng ta muốn làm nhiều gốc ở trên cùng một cái level như thế này thì chúng ta sẽ làm như thế nào, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái tạo nhiều gốc WCS ở trên cùng một cái level. Ok, thì ở đây mình có một cái chi tiết như thế này. Mình có một cái chi tiết như thế này, mình tiến hành xóa bớt đi nhìn cho nó đỡ rườm rà. Ở đây mình sẽ hướng dẫn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn ở trên hai cái phiên bản, đó là phiên bản Metacam V9.1 và phiên bản Metacam 2018. Rồi, ok, thì để gia công được cái chi tiết này thì mọi người có thể trông thấy ở đây thì nó có chi tiết này thì nó có hai mặt. Đó là mặt trên này, đây là cái mặt kiểu như thế này, và cái mặt sau nó lồi như thế này, đúng không ạ? Đó, thì để gia công được cái chi tiết này thì thường ấy chúng ta sẽ tiến hành là di chuyển một cái mặt này, SV di chuyển một cái mặt này sang một cái level khác. Đó, để khi tí nữa chúng ta tiến hành gia công thì chúng ta sẽ level này thì chúng ta sẽ làm mặt trước, và level khác, level 100 vừa xong chúng ta chuyển sang ấy thì chúng ta sẽ làm mặt sau. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ không sử dụng cách như vậy nữa, chúng ta sẽ sử dụng cách đó là tạo nhiều gốc WCS ở trên một cái level này để chúng ta gia công cái chi tiết này luôn. Thì ở đây chúng ta có cái gốc mặc định của nó là gốc G54 rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái gốc G55 ở vị trí này và một cái gốc G56 ở cái vị trí này. Đó. Thì để tạo nhiều gốc trong cái phiên bản Metacam V9.1 như thế nào thì chúng ta sẽ tiến hành làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái phần WCS. Đó. Thì chúng ta ở đây chúng ta thấy là có cái phần Shifting View WCS đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành là kích chuột phải vào. Đó. Tiến hành là Copy Select, tức là copy cái gốc WCS này. Đấy. Chúng ta tiến hành đổi tên. Ở đây phần name chúng ta tiến hành đổi tên G55 chẳng hạn, đúng không ạ? G55. Rồi, tiếp theo là cái phần WCS này. À quên nhầm. Cái phần work offset này thì chúng ta sẽ để là số 1. Thì ở trong cái hệ điều hành của cái máy CNC á thì nó sẽ quy định là gốc G54 là số 0. Đó. Gốc G55 là số 1, gốc G56 là số 2, 57 là số 3, 58 là số 4 và 59 là số 5. Đó. Ví dụ chúng ta tạo cái gốc này gốc G55 đúng không ạ? Thì chúng ta nhập số 1 vào đây, thì tí nữa port ra cái chương trình ấy. Đó, port ra cái chương trình thì bạn port sẽ đọc được là cái gốc này là G55. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ kích vào cái chữ select này, tức là chúng ta sẽ chọn cái điểm mà chúng ta đặt cái gốc tọa độ này ở đâu. Đấy. Đây, ví dụ ta sẽ đặt cái gốc tọa độ này đây đúng không ạ? Kích vào đây. Đó. Sau khi chúng ta đặt, chúng ta ấn OK. Thì hiện tại như thế này thì là cái gốc của chúng ta, cái gốc G55 chúng ta vừa tạo ở đây ấy, nó vẫn chưa làm việc đâu. Nó vẫn đang là cái gốc G54 như thế này. Đó, bây giờ muốn cái gốc đấy làm việc chúng ta sẽ kích vào đây. Chúng ta sẽ di chuyển cái chữ V kép này lên cái hàng mà có chữ G55 này. Đó. Đó. Thì khi nào mà nó hiện ra cái gốc tọa độ mà nó có cái gam màu xanh như thế này đúng không ạ? Đấy. Và cái chữ V kép CS đã nhảy lên cái vị trí này thì là cái gốc G55 này nó đang hoạt động, đúng không ạ? Đấy.
Thì bây giờ chúng ta ví dụ đơn giản là chúng ta sẽ tiến hành chạy contour cái đoạn này chẳng hạn, để tí nữa chúng ta post thử ra xem nó là gốc g bao nhiêu đúng không. Ok, ấn TC để đây, à, xin lỗi, ấn TC này. Rồi, rồi. À, đây. Chúng ta chọn dao, ta chạy con dao 8 đi đúng không ạ, âm 10 đi đúng không ạ. Ok, đó thì nó sẽ chạy ví dụ đơn giản như thế đúng không, mà cái gốc hiện tại là cái gốc G55 chúng ta đang bật đó. Bây giờ ta post thử xem nó ra cái gốc là g bao nhiêu đúng không. Đó, hai đi ngạn. Rồi đây các bạn có thể thấy ở đây nó đã post ra là gốc G55 chứ không phải gốc G54 như bình thường nữa. Đó thì đấy này, chúng ta sẽ tạo đấy. Khi mà chúng ta tạo được một gốc như này, chúng ta sẽ tiến hành là gia công một cái chi tiết, lập trình gia công một cái chi tiết như này. Sau khi gia công lập trình xong, chúng ta sẽ post ra như bình thường để tiến hành là chạy ở ngoài này. Đó. Thì sau khi mà chạy xong cái mặt như trước như này, chúng ta sẽ làm luôn cái mặt pha mặt sau á, mặt đít ở trên cùng một cái level như thế này, và chúng ta sẽ làm luôn là gốc G56 đi chẳng hạn đúng không? Chúng ta sẽ tạo một cái gốc G56, chúng ta sẽ kích vào vị trí này. Ok. Bây giờ chúng ta tiến hành là vào cái chỗ WCS này. Đấy. Tiến hành là kích chuột phải grid copy select đúng không ạ? Ta sẽ đổi tên cho nó G56 chẳng hạn đúng không? Thì như tôi nói lúc nãy ấy, là G55 thì là số 1, G56 thì là số 2 đúng không ạ? Ta sẽ nhập số 2 vào đây. Và sẽ tiến hành là select để chọn cái điểm đặt cho cái gốc G55 này. Ta sẽ đặt ở đây chẳng hạn đúng không ạ? Ok. Thì khi mà chúng ta tạo xong như thế thì cái gốc G56 của chúng ta vẫn chưa hoạt động, bởi vì cái gốc G55 đã đang bật như thế này. Nên chúng ta phải vào đây, kích đến G56, chuyển cái chữ V kép này xuống cái dòng G56. Đó, sau khi chúng ta kích đúp như vậy rồi thì cái gốc WCS sẽ nhảy sang cái vị trí như thế này. Đấy, và cái trục hệ tọa độ có cái màu xanh như thế này, tức là cái gốc WCS, gốc G56 của chúng ta đang hoạt động. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là gia công đơn giản một cái chi tiết như thế này. Đó. Nào 10 ạ. Âm 10. Sau khi lập trình xong như này đúng không ạ? Ta post thử xem nó ra được gốc G bao nhiêu rồi nhé. Đó, ở đây đã ra được cái gốc G56. Rồi. Thì đó, đó là cái cách mà để tạo ra được nhiều gốc. Đấy, khi nào mà chúng ta muốn làm việc ở trên cái gốc nào thì chúng ta chỉ cần việc vào phần WCS và bật cái gốc này lên, đó là cái gốc này đang hoạt động, là chúng ta gia công chi tiết đó ở trên cái gốc này đó. Thì đó là cái cách mà để tạo ra nhiều gốc WCS ở trên một cái level của cái phiên bản là Metacam V9.1. thì tiếp theo ngay sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo nhiều gốc tọa độ WCS trên cùng một cái level trên phiên bản Metacam 2018. Đó. Mình sẽ tiến hành là bật cái phiên bản Metacam 2018 lên. Các bạn chờ một chút, máy mình nó yếu, loạn hơi lâu một chút. Rồi, sau khi cái giao diện của phiên bản Metacam 2018 đã được bật lên như thế này. Đấy. Giả dụ bây giờ mình có hai cái chi tiết như này đúng không ạ? Mình có hai cái chi tiết như này. Đấy. Mình có hai cái chi tiết như này. Đấy. Bây giờ mình muốn gia công hai chi tiết này. Đấy. Ở hai gốc khác nhau mình sẽ tạo gốc G56 và G58 ở đây, hoặc G59 ở đây đúng không ạ? G58 đây, G59 ở đây đi. Đó. Thì làm thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào phần plan. Đấy.
kích vào cái dấu cộng này. Đó. Nó có, chúng ta kéo xuống bên dưới có chữ dynamic. Đúng không ạ? Chúng ta kích vào chữ dynamic. Đó. Thì lúc này sẽ có một gốc VK, một cái gốc tọa độ là XY hiện ra. Chúng ta sẽ di chuyển đến cái điểm mà chúng ta muốn đặt cái gốc, muốn tạo một gốc ở đấy. Ví dụ như là cái gia công chi tiết này thì mình sẽ tạo một cái gốc với kép xét ở đây, đúng không ạ? Tiếp theo là mình sẽ tiến hành là đổi tên, ví dụ ở đây G58 đi. Đấy, G58. Ở cái phần work offset này ta sẽ chuyển về cái menu. Thì cái gốc G58 ấy thì nó là số 4 đúng không ạ? Nhưng lấy mình có nói ở cái phần meta cao khoảng V9.1 ấy thì là gốc G58 nó sẽ được quy định là số 4 này, đúng không? Và chúng ta sẽ tích dấu tích này. Đó. Thì khi này là cái gốc này đã được tạo nhưng nó vẫn chưa được làm việc ở trên cái gốc này. Muốn cái gốc này, muốn làm việc được trên cái gốc này, chúng ta sẽ di chuyển cái chữ G này từ cái điểm này xuống đây. Chúng ta sẽ tương tự như bên cái metacam V9.1, chúng ta sẽ kích đúp vào đây. Đó. Khi nào nó hiển thị cái chữ G58 này. Đấy. Khi nào mà cái gốc tọa độ nó hiện lên một cái trục tọa độ màu xanh như thế này, nét đứt như thế này, thì là cái gốc G58 của chúng ta đang hoạt động. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành chạy con tua thử cái chỗ này, rồi mình post ra xem nó gốc vào bao nhiêu nhé. Đấy. Ta về phần toolpath này. Đấy. Để tiến hành là con tua. Đúng không ạ? Ta chọn con dao 10 đi. Đúng không ạ? Con tua thử rồi. Rồi, đây chúng ta thì tiến hành là post. Ta sẽ tiến hành là post cái đường con tua này. Post cái trình này ra xem là ra là ta sẽ lưu quy trình ở desktop đi, số 5 đi chẳng hạn. Các bạn chờ một chút. Đó, như các bạn có thể thấy ở đây là cái gốc G58 này, cái gốc mình vừa tạo lúc nãy ở đây là cái gốc G58. Bây giờ chúng ta post ra nó là gốc G58. Rồi, tiếp theo thì mình có thể là tạo thêm một gốc nữa ở đây, gốc G59 chẳng hạn, đúng không? Chúng ta gia công cái chi tiết này. Chúng ta sẽ vào plane và yêu cầu dynamic và kích đến cái điểm này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đổi tên cho nó là gốc G59 chẳng hạn, đúng không? Rồi bên work offset này chúng ta sẽ đổi nó về số 5, kích ok, di chuyển cái G về dưới này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là gia công, chạy con tua thử cái chỗ này. Đó. Là ta sẽ lấy một cái con dao tạm thôi chẳng hạn, đó. Đó. Rồi, ok. Để ta post thử cái này ra xem. À đây. Đấy, như các bạn có thể thấy đây là cái gốc mình vừa bỏ ra ở cái con dao số T10 này, dao tằm thô đây, và gốc G59 đúng không ạ? Đấy. Thì để tạo ra cái gốc, nhiều gốc trên cùng một cái level nó đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình thử post thử xem hai cái
hai cái nguyên công này xem là nó ra như nào nhé. Đấy. Đây, như các bạn có thể thấy là cái gốc con dao T17 này, con dao T17 nó đang hoạt động ở cái gốc G58. Sau khi chạy xong nó sẽ sử dụng cái con dao T10, con dao 8 thô và chạy đến gốc G59 để gia công cái chi tiết này. Đó. Khi mà chúng ta sẽ tạo nhiều gốc và chúng ta post một lúc thì nó sẽ post ra được nhiều gốc ở trên cùng một cái chương trình, một cái trình của chúng ta như vậy. Đó. Đó. Thì hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn là cách để tạo nhiều gốc VKCS, gốc tọa độ ở trên cùng một cái level của hai phiên bản Metacam V9.1 và Metacam 2018. Thì các bạn, đây là mình giới thiệu sơ sơ cách làm như thế nào để các bạn tìm hiểu sâu hơn, làm tiền đề để tìm hiểu sâu hơn. Thì các bạn nào có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn thì các bạn nếu chỗ nào không hiểu thì các bạn có thể để lại comment ở dưới phần bình luận, mình sẽ giải đáp nhé. Rồi, thì video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem đến hết video. Và các bạn thấy video này hay, bổ ích thì các bạn cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video mới. Xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.